Kênh TikTok của mình cũng gần 1 triệu sub rồi. Thì mình em có kế hoạch gì cho nó chứ? Em thấy á, thì cũng nhờ cái lượng ủng hộ của fan rất nhiều, nội dung mình rất là tích cực, cho nên là em có nhờ Linh Ân làm cái báo cáo để có thể tặng quà tặng cho những người fan của mình, để okay. họ có thể thường xuyên theo dõi kênh mình nhiều hơn. Thì để em gọi Linh Ân vào. Linh Ân ơi. Dạ em gửi sang luôn. Sao báo cáo này em làm cẩu thả quá vậy? Kênh chúng ta 1 triệu sub nhưng mà em làm báo cáo như kênh chúng ta mới được 10 follow vậy đó. Về làm lại cho anh. Dạ để em xử lý lại. Em về làm kỹ lại nha. Đến nơi hạng mục lần này người ta không chịu ký hợp đồng nữa rồi. Em cũng thấy anh đang nói hợp với anh Linh à. Sao có chuyện gì cũng phải tới tay anh vậy? Em lo về mà xem lại cái cách làm việc của mình đi. Thôi không sao đâu. Tí nữa em hẹn gọi để gặp rồi mình bàn luận sau đi. Em thấy hợp đồng mình cũng xong rồi đó. Nhưng mà anh ơi, em có một câu muốn thắc mắc muốn hỏi anh ấy. Đó là em ở với anh cũng lâu rồi, nhưng mà em chưa thấy bao giờ anh cáu gắt với mọi người cả. Nhưng em á, thì em hay tính em hay nóng nảy, em hay cáu gắt với mọi người. Thì không biết anh ở với em lâu thì anh có bao giờ thấy em cáu gắt với anh đâu. Sở dĩ mà em có thể cáu gắt với người ta là vì em chưa đủ tôn trọng những người anh em của mình mà thôi. Một khi đủ tôn trọng với nhau, chúng ta sẽ hòa nhã với nhau. Một khi chúng ta đã hòa nhã với nhau thì chúng ta mới có thể đi cùng với nhau lâu dài. Không cần cáu gắt, chúng ta vẫn có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.